Chào thầy ạ, con muốn hỏi thầy là năm nay con nên về đội bóng nào? Gặp đúng người rồi đấy, yên tâm nhá. Ra rồi, đội này nằm ngay chính giữa thủ đô, con hợp màu tím nên chọn Hà Nội chắc chắn là thành công đấy. Theo thầy là con mặc áo số bao nhiêu thì may mắn ạ? 26, tất cả đã được ta tính toán rồi, áo của con đây. À, con cảm ơn thầy. Thầy mà hành nghề như thế này ở Việt Nam thì nói thật là lực lượng chức năng chưa vào cuộc thì khách hàng chắc cũng đã ra tay rồi ấy chứ. Ai đời người ta mới đến xem bói mà thầy đã kịp in cả tên lẫn số áo rồi. Thưa quý vị, đó là một clip vui của đội ngũ truyền thông quảng bá của câu lạc bộ Hà Nội nhằm giới thiệu hai tân binh của đội bóng này cho mùa giải mới. Ngoài yếu tố hơi siêu nhiên kể trên thì mọi thứ thú vị đấy chứ. Nó nói lên rằng sức ép sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội bây giờ là rất lớn với đội ngũ truyền thông của các đội bóng. Cầm áo, ký hợp đồng, ra sân, tâng bóng, xưa rồi. Và thứ hai nữa, có ẩn ý gì không nhỉ? Việc chuyển nhượng cầu thủ hiện nay thực sự là một thứ cực kỳ rủi may. Quý vị đang cùng theo dõi Giờ Vàng Thể Thao của VTV. Kính chào quý vị, đây là chương trình Giờ Vàng Thể Thao và chúng ta lại mở đầu bằng một vòng dạo quanh thế giới thể thao được không ạ? Quý vị muốn đi đâu trước tiên ngày hôm nay? À, Iran đi, bởi vì tuần vừa rồi CR7 đã đến Iran. Phải nói thật, bỏ qua mọi yếu tố ngoài bóng đá thì Ronaldo thực sự rất ít khả năng đến thi đấu một trận chính thức tại Iran. Nhưng rồi thì tất cả đã diễn ra, đúng câu lạc bộ, đúng thời điểm để người hâm mộ ở quốc gia Hồi giáo này được thấy Ronaldo bằng xương bằng thịt. Ronaldo đến chơi cho Al Nassr, đội bóng này giành quyền dự Champions League châu Á, được bốc thăm cùng bảng với câu lạc bộ Iran Persepolis và thêm nữa, hai quốc gia Ả Rập Xê Út và Iran nối lại quan hệ ngoại giao vào đầu năm nay. Tất cả đã diễn ra theo một trình tự hoàn hảo để tạo ra chuyến đi này. Và hãy xem dòng người hâm mộ Iran chào đón huyền thoại CR7 như thế nào. Những đám đông chờ đợi xuất hiện ngay từ sân bay Khomeini, kéo dài về các đường phố chính ở thủ đô Tehran, nơi còn có những biểu ngữ chào đón thần tượng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tuy nhiên, trong trình tự đó, có một thứ đã đến không đúng lúc lắm, đó là án phạt của AFC, Liên đoàn bóng đá châu Á. Một kỷ luật suốt từ năm 2021 vẫn còn hiệu lực đã khiến đội chủ nhà Persepolis buộc phải thi đấu trên sân không có khán giả. Thánh địa Azadi có sức chứa khổng lồ 90.000 người mà tiếc thay là không có ai được chứng kiến dàn sao của đội khách. Khán giả Iran đã không được xem một trận đấu mà Al Nassr tung vào sân nguyên dàn ngôi sao của mình, Mane, Laporte, Brozovic và Ronaldo. Họ ra về với 3 điểm cùng tỷ số 2-0 khá nhàn nhã. Thôi thì cổ động viên Iran có thể tự an ủi là họ vẫn còn có thể được gặp một ngôi sao khác trong bảng đấu này khi mà án phạt cấm sân đã hết hiệu lực, đó là Felipe Coutinho đang chơi bóng tại một câu lạc bộ của Qatar, cũng cùng trong bảng đấu. Bây giờ thì chúng ta đều biết là phải chi hàng triệu đô la để mời được các ngôi sao cỡ như Ronaldo sang thi đấu tại Việt Nam. Nhưng khán giả Việt Nam thì về lý thuyết hoàn toàn có cơ hội đó mà không mất đồng nào, thậm chí đội bóng của Việt Nam còn được thêm tiền. Lý thuyết đó chính là việc câu lạc bộ Hà Nội và Al Nassr cùng lọt vào trận chung kết của AFC Champions League năm nay. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng cho đội bóng Ả Rập Xê Út phải không thưa quý vị. Tôi xin chuyển sang đề tài về Messi cho chúng ta cảm thấy cân bằng trong ngày hôm nay. Bây giờ đến cả sự chớ trêu thì giờ fan của Ronaldo cũng phải cạnh tranh với fan của Messi. Bởi vì tuần vừa rồi ngôi sao người Argentina tạo ra một cơn sốt không hề kém cạnh. Và điểm chung giữa hai người là khán giả cũng lại không được xem Messi thi đấu. Giờ đây với fan hâm mộ bóng đá Mỹ, theo dõi lịch trình của Messi là việc quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của họ. Một trận đấu có sự tham dự của Messi có thể khiến giá vé tăng lên gấp 7 lần. Và khiến vài bậc phụ huynh sẵn sàng lái xe vài trăm cây số chỉ để cậu con trai được gặp thần tượng. Nhưng tuần vừa rồi thay vì cùng Inter Miami đến làm khách tại Atlanta, Messi lại thảnh thơi ngồi uống trà mate xem con trai tập luyện cùng đội trẻ của Inter Miami. Cùng lúc đó thì cơn sốt xảy ra tại thành phố Atlanta. Hơn 71.000 khán giả đã đến chật kín sân vận động. Tối hôm trước đó thì Inter Miami đã chính thức thông báo là Messi và Jordi Alba không thể tham dự trận đấu này. Nhiều ông bố không biết làm sao để giải thích cho con trai sự thất vọng vì không thể thấy được Messi. Ngược lại, nhiều người lại nhanh tay đã kịp bán chiếc vé xem trận đấu này với giá trị đủ để họ có thể trang trải tấm thẻ xem bóng đá cả mùa sân nhà cho mùa giải sau. Một chuyện vui khác là nhiều cổ động viên trách nhau đã không để ý bài post mà Messi
đã mua một chiếc bánh pizza ở cửa hiệu ở Miami trong khi trận đấu ở Atlanta đã sắp diễn ra, một dấu hiệu cho thấy rằng anh vẫn đang ở nhà. Sống ở Miami bây giờ áp lực thực sự. Thành phố vốn đã có quá nhiều ngôi sao sinh sống và bây giờ người hâm mộ còn phải để ý xem Messi sức khỏe ra sao, ngày hôm nay ăn gì nữa. Trận đấu ở Atlanta không có Messi, Inter Miami đã thua trận đầu tiên sau một thời gian khá dài. Trở lại sân nhà hôm thứ Năm thì Messi ra sân được có hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi bị thay ra, nhưng Inter Miami vẫn thắng 4-0. Lần này thì Inter Miami có tâm hơn với khán giả, họ tuyên bố luôn là Messi sẽ vắng mặt luôn trận đấu tiếp theo gặp Orlando City. Xin phép quý vị, bây giờ chúng tôi chuyển sang một chủ đề khác cũng chưa bao giờ hết nóng cả, Manchester United. Đội bóng nào thì cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng chưa phải là lúc quý vị sẽ thấy được điều đó ở Manchester United đâu ạ, tôi đảm bảo. Bởi vì những thế hệ khán giả hâm mộ bóng đá như tôi đã thấy cơn sốt lần thứ nhất năm 1999. Nó tạo ra một lượng fan hâm mộ Manchester United cực kỳ hùng hậu với cú ăn ba lịch sử. Rồi Beckham, rồi thế hệ vàng, tài năng của Alex Ferguson giúp họ đứng vững giữa những thay đổi mang tính cách mạng trong việc đầu tư vào bóng đá của các tỷ phú. Các thế hệ đó chính là những người vẫn vui buồn sau từng tuần với vận mệnh của đội bóng vốn 10 năm qua đã không còn là chính mình của lịch sử nữa. Nhưng 10 năm đó sẽ để lại hậu quả cho 10 năm tiếp theo với các cậu bé lớn lên đã chuyển sang thích Manchester City, Liverpool, thậm chí là Brighton. 10 năm nữa có thể Manchester United sẽ trở lại, nhưng khi đó cũng rất có thể fan hâm mộ sẽ nhìn vào họ như cách mà nhiều người đã nhìn vào Liverpool cách đây vài năm. Ủa, Liverpool đã từng vĩ đại đến thế sao? Lúc đó biết đâu chuyện chui vào hang hay là thất vọng dành cho fan của Manchester City thì sao? Lạc quan lên nào các fan của Quỷ Đỏ. Nghĩ tiếp cho gần 20 năm Manchester United đã vươn lên đỉnh cao và trở thành đội bóng được yêu thích hàng đầu tại nước Anh. Nhưng thôi, bây giờ trở lại với thực tại, điều gì đang xảy ra? 45 năm rồi Manchester United mới có 3 trận liên tiếp để thủng lưới 3 bàn trở lên. Những gì mà chúng ta có thể cảm nhận là họ bị dối. Không biết là từ dối có thể nói đúng bản chất không, nhưng đó là khi họ có rất nhiều phương án để bình tĩnh tìm cách đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng lại làm nó theo cách đội vội vàng nhất và hỏng việc. Hãy nhìn vào những nỗ lực vô vọng của Marcus Rashford và để ý những phương án mà anh ấy có thể lựa chọn nếu bình tĩnh hơn. Sự bình tĩnh của một đội bóng lớn mà người ta đòi hỏi ở Manchester United thì lại rất dễ thấy ở Brighton, trong cái cách mà họ đưa bóng vào lưới đối phương, nhịp nhàng, điềm đạm nhưng đầy hưng phấn. Rất dễ dàng để tìm ra những bài báo so sánh giá trị đội hình của Brighton với Manchester United trong trận đấu này. 342,9 triệu bảng Anh, gần gấp 20 lần đối thủ. Nhưng Brighton, đừng quên, là nhà đầu tư số 1 của bóng đá thế giới vào thời điểm này. Các khoản đầu tư của Manchester chỉ làm cho tình hình rối thêm. Câu chuyện với Jadon Sancho, Mason Greenwood, Onana la hét vào mặt của Harry Maguire, để rồi phải tự mình xin lỗi cổ động viên sau sai lầm trong trận thua Bayern. Các nhà chuyên môn chỉ ra những sai lầm khổng lồ về vị trí của Lisandro Martinez và mỉa mai rằng nếu người để mắc những sai lầm đó mà là Harry Maguire thì người ta có thể nói về nó cả tháng trời. Manchester United đầu tư vài trăm triệu bảng Anh và giờ họ đang trông vào một hàng phòng thủ chắp vá vì chấn thương. Các cầu thủ vốn dự bị như Lindelof thì vào sân đá chính thức, nhường ghế lại cho một ông lão Johnny Evans và mấy thanh niên trẻ được đôn lên từ đội hình dự bị. Hai cánh là Bissaka và Luxor thì đang nằm viện. Phải nói thật, nhìn vào 10 bàn thua gần đây nhất của Manchester United có cảm tưởng là không gian trước vòng cấm địa của họ như một khu công viên vui chơi vậy. Ai muốn vào cũng được. Nói về thăng trầm và nói về các thủ môn thì tuần qua lại không thể không nhắc tới Arsenal. Arsenal là sự an ủi cho fan Manchester United lúc này hay lúc khác, chừng nào họ còn chưa vô địch giải ngoại hạng. Hãy nhìn vào fan hâm mộ của Arsenal bên cạnh mình mà tôi nghĩ rằng đa số họ cũng đã phải qua tuổi 30 rồi. Những người đã từng biết đến Arsène Wenger và bước chạy thần thánh của Thierry Henry. 20 năm rồi, họ còn không vô địch giải ngoại hạng cơ. Arsenal đang khởi sắc và ổn định trở lại. Nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta không làm cho mạng xã hội phải thất vọng với một drama mới nhất liên quan tới vị trí thủ môn. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha bất ngờ đẩy thủ môn số 1 Aaron Ramsdale lên ghế dự bị và phát biểu trong một cuộc họp báo như thế này. Lý do cũng tương tự việc Fabio Vieira thi đấu và Eddie Nketiah đá chính thay cho Gabriel Jesus. Tôi chưa hề thắc mắc tại sao Jesus không đá chính. Cậu ấy đoạt nhiều danh hiệu hơn bất kỳ ai khác, kể cả tôi trong đội hình Arsenal hiện nay. Nhưng tôi không thể có hai cầu thủ ở mỗi vị trí và không cho họ ra sân. Raya có nhiều phẩm chất, giống Ramsdale và Kane, và chúng tôi phải tận dụng điều đó.
Nếu trong một trận đấu hiện đại, Onana có thể chuyền bóng cho các hậu vệ như một nhà kiến tạo, Manuel Neuer từng được coi như một trung vệ quét, Ederson thường xuyên ra khỏi vòng cấm địa, thì tại sao thủ môn không thể bị thay ra trong trận đấu tùy thuộc vào chiến thuật của huấn luyện viên chứ? Vấn đề ở đây có khi chỉ là ứng xử của huấn luyện viên mà thôi. Mikel Arteta có vẻ đã nhấn mạnh đến yếu tố chiến thuật của trận đấu khiến lẽ ra ông phải thay thủ môn, chứ không phải là sự thay đổi đó là bởi vì Aaron Ramsdale bắt quá tệ. Nhưng đang có ba luồng quan điểm. Piers Morgan, người dẫn chương trình nổi tiếng của nước Anh, một fan hâm mộ Arsenal thì cho rằng chẳng có lý do gì phải thay Ramsdale khi anh ấy đang ổn định cả, và đó là một sự xúc phạm với thủ môn này. Với Morgan thì dùng tính từ, có khi chúng ta cứ trừ đi 1/3 cường độ là hợp lý. Trong bài post, thậm chí ông dùng từ tiếng Anh là humiliate, sỉ nhục cơ. David James, người rơi vào tình trạng tương tự, đang bắt chính ở Liverpool năm 1998 thì bị thay thế bởi Brad Friedel. Ông này cho rằng là nếu thông điệp của Arteta được chấp nhận trong vòng thay đồ thì mọi chuyện không tệ như nhiều người nghĩ. Nhưng rõ ràng là thủ môn không ai muốn ngồi dự bị cả. Còn các nhà phân tích thì cho rằng việc thay thủ môn trong trận đấu là quyết định rất nhạy cảm mà chưa từng huấn luyện viên nào lựa chọn như một phần chiến thuật thường xuyên của mình cả. Thậm chí thay đổi theo từng trận đấu cũng hiếm luôn. Mỗi thủ môn vào sân cũng cần đến vài phút để làm quen với nhịp độ trận đấu, và ngày nay, khoảng thời gian đó hoàn toàn có thể dẫn tới hai bàn thua. Arteta cần phải minh chứng bằng thực tế chiến thuật, nếu không, việc thay sẽ chỉ để chứng tỏ rằng ông có thể làm và sẽ dễ dàng biến thành tai họa. Dù sao thì Arsenal với thủ môn mới David Raya cũng đã thắng 2 trận liên tiếp và giữ sạch lưới 4-0 và 1-0. Tin không vui lắm cho Ramsdale và đội tuyển Anh, nơi mà anh cũng đang giữ vị trí số 2 sau Jordan Pickford. Bây giờ thì chúng tôi sẽ điểm qua một vài diễn biến khác của thể thao thế giới trước khi đến với thể thao trong nước. Cuộc khủng hoảng hôn hít của bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa kết thúc kể cả khi Rubiales đã từ chức chủ tịch liên đoàn. Ông Rubiales cứ như là người đang bị ghét nhất tại Tây Ban Nha vào lúc này vậy. Thật khó tin nếu nhìn vào thành công của đội bóng nữ nước này. Người ta phát hiện ra rằng ông đã ép buộc một nhân viên dưới quyền phát biểu có lợi cho mình để có thể thoát khỏi vụ bê bối ở lễ trao giải World Cup. Cùng lúc đó, trong đợt triệu tập đội tuyển nữ Tây Ban Nha mới nhất, Jenny Hermoso và một vài cầu thủ khác đã không được gọi với lý do mà huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ là bà Monse Tome đã đưa ra là để bảo vệ cho các cầu thủ này. Jenny Hermoso lập tức đăng đàn và với tuyên bố đại ý là bảo vệ chúng tôi khỏi cái gì chứ? Lúc chúng tôi kêu gọi được bảo vệ trước đây thì các vị lờ đi. Bây giờ các vị bảo chúng tôi phải tin các vị, trong khi lại lộ ra một bản danh sách các cầu thủ được khuyến cáo là không nên gọi lên đội tuyển quốc gia. Truyền thông lại gây sức ép với bà Tome, người được cho là rất thân tín của ông Rubiales trước đây. Phức tạp thực sự bóng đá nữ Tây Ban Nha. Một thông tin vui với thể thao thế giới, Gudaf Segay đã phá sâu kỷ lục thế giới ở cự ly điền kinh 5.000m dành cho nữ tại giải điền kinh diễn ra tại Oregon, Mỹ. Segay đã hoàn tất cự ly này với thành tích là 14 phút và 21% giây, vượt xa 5 giây so với kỷ lục trước đó. Việc chạy bộ 5 cây số trong khoảng thời gian 14 phút thực sự làm những ai quan tâm phải cảm thấy sửng sốt. Một sự so sánh với sự tôn trọng dành cho cả hai. Kỷ lục của cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh của chúng ta đang là 15 phút 53 giây 48. Cô đã lập kỷ lục này năm 2021, chấm dứt 14 năm của kỷ lục trước đó. Và con số đó đồng thời cũng phá sâu luôn kỷ lục quốc gia Việt Nam, tới 19 giây. Thế giới của những người chạy bộ thật là bao la, và chúng tôi muốn kết thúc phần điểm thể thao thế giới với một hình ảnh vui về người chạy bộ. Các ngôi sao đang đến với các giải bóng đá ở Ả Rập, cùng với đó là tỷ lệ ngày càng tăng những màn xâm nhập sân bãi trái phép. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn bàn về từ kỳ vọng ở phần thể thao trong nước giờ vàng thể thao tuần này. Tất cả xuất phát từ một bài post của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người đang dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASEAN tại Hàng Châu. Vài giờ trước trận đấu mở màn gặp đối thủ Olympic Mông Cổ, ông đã đăng bài post có tựa đề là Từ Hàng Châu, nhớ Thường Châu. Bài viết cũng ngắn gọn thôi và mở đầu bằng câu: tôi biết người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tạo ra được chiến tích tựa như Thường Châu. Tôi biết có thể một người cỡ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bận rộn và hoàn toàn có thể có đại diện truyền thông viết và đăng bài post này trước trận đấu. Tôi cũng bình luận vui dưới bài đăng đó đại ý là hãy quên kỳ vọng đi anh ơi, các em chỉ cần thi đấu hết mình và có thêm một chút may mắn. Mong tất cả đội thành công.
Nói thật lúc đó tôi cũng nghĩ bản thân mình không kỳ vọng kỳ tích 2018 sẽ lặp lại. Không phải chỉ là chuyện có tin không vào các cầu thủ, mà tôi nghĩ rằng các giải đấu trẻ tại sao luôn phải đặt lên vai họ kỳ vọng thành tích thế? À, nhưng tại sao phải áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình khi có thể hỏi khán giả? Chúng tôi đã đặt câu hỏi trên kênh YouTube VTV Thể Thao. Quý vị đã đăng ký kênh này chưa ạ? Hãy đăng ký đi, nhiều nội dung hấp dẫn và nhiều lúc có thể bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề của thể thao Việt Nam để chúng ta có thể tham khảo cùng nhau. Chúng tôi đã hỏi khán giả và đưa ra 3 sự lựa chọn. Đội Olympic Việt Nam sẽ ra về với một chiến thắng tại vòng bảng. Đội sẽ đi tiếp với vị trí thứ 3 xuất sắc nhất và cuối cùng. Lựa chọn cuối cùng sẽ là đội sẽ có một trong hai vị trí dẫn đầu và sau đó lọt vào bán kết hoặc thậm chí là xa hơn. Và thực sự khá bất ngờ, trước khi trận đấu gặp Olympic Iran diễn ra, vẫn có 56% khán giả lựa chọn phương án lạc quan nhất, lọt vào một trong hai vị trí dẫn đầu và lọt đến tận bán kết hoặc xa hơn. Sau trận thua 0-4 trước Iran, tỷ lệ này giảm xuống một chút còn khoảng 53-54%. Nhưng bất ngờ là ở chỗ bây giờ, muốn lọt vào một trong hai vị trí dẫn đầu, chúng ta sẽ phải thắng Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối. Còn nếu hòa, chúng ta sẽ phải chờ may rủi từ các bảng đấu khác để trở thành một trong số các đội xếp thứ 3 xuất sắc. Và đừng quên là vì có một bảng đấu chỉ có 3 đội nên kết quả thắng của chúng ta trước Mông Cổ sẽ không được xét đến khi xét chỉ số cạnh tranh với các bảng khác nhé thưa quý vị. Tôi hơi có một chút bối rối, hoặc là tôi quá bi quan, hoặc là chiến lược của VFF cho giải đấu này đã không được nhiều người để tâm lắm. Khỏi cần phải nhắc lại rằng các cầu thủ U23 thời 2018 của chúng ta là thành phần chính của đội tuyển quốc gia, gồm rất nhiều cầu thủ giỏi. Lần này chúng ta thậm chí còn không sử dụng những cầu thủ tốt nhất trong chính lứa tuổi được cho phép, là các cầu thủ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 trở về sau. Mục tiêu là học hỏi cho tương lai mà. Bởi vì ASEAN 2023 tổ chức lùi lại một năm do dịch bệnh, nên là ban tổ chức bóng đá nam quy định giới hạn tuổi cho phép các cầu thủ 24 tuổi cũng được tham gia. Bên cạnh đó, như thường lệ, vẫn cho phép thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Với quy định đó thì một loạt những tên tuổi có năng lực và dày dạn kinh nghiệm ở V-League có thể được chọn là Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú, Lý Công Hoàng Anh. Đội hình các cầu thủ này mà bổ sung thêm thủ môn Đặng Văn Lâm cho khung thành vững chắc, Văn Quyết cầu thủ nội ghi bàn xuất sắc nhất, Quang Hải cho anh được ra sân nhiều hơn và đội sẽ được truyền thông quan tâm hơn. Còn nếu mà như thế thì mình cũng có cơ sở để nói đến chuyện kỳ vọng. Nhưng VFF đã lựa chọn một phương án hoàn toàn khác. Đội Olympic Việt Nam dự ASEAN lần này là một trong những đội bóng trẻ nhất, 18 cầu thủ trong đội hình ở trong độ tuổi U20. Không có thành viên thường trực nào của đội tuyển quốc gia được chọn cho 3 vị trí quá 24 tuổi theo quy định là được phép. Người duy nhất quá 24 tuổi là Sĩ Huy, sinh năm 1998. Và ông Hoàng Anh Tuấn cũng nói về chủ đề này trước khi lên đường tới Hàng Châu. Như vậy là rõ ràng, cuối cùng chúng ta cũng nhận ra chả ích gì nếu chúng ta cứ dồn hết lực lượng cho các giải đấu vốn dành cho các cầu thủ trẻ. Mà kể cả có dồn hết lực lượng thì hy vọng huy chương cũng rất là mong manh. Thế hệ cầu thủ vàng đã qua thời điểm trẻ nhất, lứa kế cận qua SEA Games vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy là ở một trình độ thấp hơn. Và đó cũng là một điều bình thường trong chu kỳ thành công của mọi nền bóng đá. Vậy thì bây giờ cho các cầu thủ trẻ hiện tại nhiều cơ hội thi đấu hơn là ưu tiên đúng đắn quá còn gì ạ? Tương tự với đội tuyển nữ, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái với việc Huỳnh Như không phải cầy ải thêm giải đấu này nữa. Và hơi buồn vì những gương mặt trẻ như là Vũ Thị Hoa lẽ ra được đi thì lại chấn thương. Nhưng cái hay ở ASEAN lần này với thể thao Việt Nam là không chỉ có bóng đá nam cử đi đội hình trẻ. Đây có thể là kỳ ASEAN trẻ nhất với thể thao Việt Nam. Nguyễn Thúy Hiền là vận động viên ít tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19. Ở tuổi 14, kỳ ngư trẻ này sẽ lần đầu tiên được dự một kỳ đại hội thể thao của châu lục. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế lớn nhất với Thúy Hiền đó là tấm huy chương đồng SEA Games 32. Bên cạnh đó, hai gương mặt trẻ khác cũng rất được chờ đợi, đó là golfer Lê Khánh Hưng và Lê Trúc An. Cả hai cùng sinh năm 2008, nhưng hiện đã có những thành tích cá nhân nổi bật. Khánh Hưng là người đem về tấm huy chương vàng lịch sử cho golf Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua. Còn Trúc An cũng mới lên ngôi vô địch bảng nữ tại giải golf quốc gia 2023. Đó là 3 vận động viên trẻ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong danh sách 337 vận động viên sẽ thi đấu tại ASEAN 19. Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam cũng còn rất nhiều những tài năng trẻ khác chưa bước qua tuổi 18 ở nhiều bộ môn như tay vợt Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn, cung thủ Vòng Phương Thảo và Hoàng Phương Thảo.
người sở hữu thành tích ấn tượng nhất đó là tay trèo 17 tuổi Hồ Thị Duy. Năm ngoái, cô gái trẻ này của đội tuyển rowing đã giành chức vô địch nội dung thuyền đơn nữ tại giải vô địch châu Á mở rộng và được coi là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất của thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Kỳ vọng của chúng ta là các gương mặt trẻ sẽ thi đấu được hết mình và bài học đó sẽ có ích cho sự nghiệp của họ, cho thể thao Việt Nam trong tương lai. Nhưng nói thế thôi, dự hội thì cũng phải mong mỏi có huy chương chứ. Niềm hy vọng của chúng ta đặt ở các môn thể thao nào tại đại hội lần này? Bây giờ, hãy cùng Giờ Vàng Thể Thao điểm qua. Kỳ vọng lớn nhất cho tấm huy chương vàng tại ASEAN 19 sẽ là nội dung đồng đội nữ 4 người ở môn cầu mây, nơi đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch thế giới trong 2 năm liên tiếp, 2022 và 2023. Cùng với đó, đối thủ cạnh tranh hàng đầu là Thái Lan sẽ không tham dự, do mỗi quốc gia sẽ chỉ đăng ký thi đấu ở 2 trên 3 nội dung. Cờ tướng cũng là môn thể thao Việt Nam đạt mục tiêu giành huy chương vàng. Lần đầu môn cờ tướng được đưa vào ASEAN Quảng Châu năm 2010, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đã giành huy chương bạc. Tại ASEAN 19, việc mở rộng từ 2 lên 3 nội dung tạo thêm cơ hội tranh chấp huy chương vàng cho các kỳ thủ Việt Nam như Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh hay Nguyễn Hoàng Yến. Cùng với đó, những môn thể thao khác như karate, boxing và bắn súng cũng nằm trong nhóm những môn có khả năng cạnh tranh huy chương vàng. Với niềm hy vọng Nguyễn Thị Tâm tại môn quyền Anh khi cô giành tấm huy chương bạc giải vô địch thế giới hồi đầu năm. Nếu giữ được phong độ, Trịnh Thu Vinh cũng có thể tạo nên bất ngờ như khi cô giành quyền tham dự Olympic Paris 2024 ở môn bắn súng. Ngoài ra, tay đua Nguyễn Thị Thật cũng là niềm hy vọng ở môn xe đạp khi cô đã giành tấm huy chương vàng tại giải xe đạp vô địch châu Á vào tháng 6 vừa qua. Dẫu vậy, cơ hội này bị thu hẹp bởi chấn thương gặp phải tại Giro Italia trong tháng 7. Khả năng Nguyễn Thị Thật thi đấu với 100% phong độ vẫn là một dấu hỏi. Điền Kinh cũng có nội dung tiếp sức nữ 4x400m có thể cạnh tranh huy chương vàng khi nhóm 4 vận động viên của Việt Nam đã xuất sắc về nhất tại giải Điền Kinh châu Á trong tháng 7. Những kỳ vọng của thể thao Việt Nam sẽ được giải mã bởi những cuộc tranh tài bắt đầu từ ngày 24 tháng 9. Mặc dù không muốn nhắc tới một chút nào, nhưng sau nhiều năm, đây là đại hội thể thao châu Á đầu tiên mà cho tới sát ngày khai mạc, không có đài truyền hình nào của chúng ta nắm bản quyền chính thức về ASEAN cả. Con số vài trăm tỷ đồng đã phá vỡ mọi thứ được gọi là kỳ vọng từ khóa của chương trình hôm nay. Một sự kiện thể thao mà vài năm trước mức giá chỉ mang tính tượng trưng thì bây giờ đã lên tới vài trăm tỷ đồng cho bản quyền truyền hình. Nhưng mà thôi, các thông tin về đại hội, những diễn biến mới nhất, phỏng vấn các ngôi sao, câu chuyện bên lề vẫn sẽ được các phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường gửi đến quý vị đầy đủ. Đó là kỳ vọng của chúng tôi. Hãy theo dõi các bản tin thể thao trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam trong những ngày tới. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.